Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách cài đặt Office có tùy chọn Word, Excel, PowerPoint hoặc là các cái app mà các bạn muốn cài đặt. Kể từ Office 2010-2016 trở về sau này thì các cái bộ Office mặc định khi các bạn tải về thì nếu bạn không tùy chỉnh nó sẽ cài toàn bộ các cái bộ đi kèm bao gồm Word, Excel, PowerPoint, Excel rồi là Visio. Nó nhiều cái ứng dụng mà thực ra là các bạn cũng không dùng đến. Nếu như mà bạn cài mặc định, thứ nhất thì nó sẽ là cái file tải về nó dung lượng cũng đã lớn, thứ hai là quá trình cài đặt nó mất thời gian, cái thứ ba là các bạn cài vào thì nó sẽ chiếm dung lượng của ổ C, ổ cài đặt Win. Chính vì vậy thì để mà tùy chỉnh theo cái nhu cầu sử dụng thì các bạn cần tùy chỉnh. Thì ở cái video này mình sẽ chia sẻ cho bạn cách để các bạn có thể tùy chỉnh bất kỳ cái bộ Office nào và cài đặt theo từng cái app mà các bạn muốn cài. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tải một cái, các bạn vào Google nhé, bạn sẽ tìm cái phần là Office Deployment Tool. Các bạn vào Google tìm kiếm hoặc là mình sẽ để cái đường link ở từ Microsoft, các bạn tải về yên tâm nhé. Khi các bạn tải về thì các bạn tìm kiếm thì nó ở có cái phần này này. Đấy, các bạn có thể bấm vào đây để xem thông tin chi tiết về cái version. Đây là version hiện tại nhé. Các bạn sẽ bấm vào download. Ở đây mình tải về mình sẽ lựa chọn để ở ngoài desktop để các bạn tiện theo dõi nhé. Ở đây mình sẽ lựa chọn để ở ngoài màn hình desktop luôn. Đây là cái Office Deployment Tool đó. Và cái bộ này bạn giải nén, các bạn kích nút vào, bạn bấm vào Accept để đồng ý nhé. Ở đây mình sẽ tạo một cái folder đi. Ở đây mình sẽ ghi là Tool đi. Các bạn đặt tên folder là gì cũng được nhé. Sau đó bạn bấm vào đồng ý và bạn bấm vào Continue. Bạn sẽ lựa chọn đến cái folder mà bạn vừa đặt nhé. Các bạn giải nén vào cái folder vừa đặt. Ok, các file nó đã extract rồi nhé. Ok, bây giờ cái file này thì mình sẽ xóa đi, các bạn đỡ rối, nhìn theo dõi nó dễ hơn nhé. Ở đây các bạn sẽ mở cái folder vừa giải nén này. Ở đây nó sẽ có các file bao gồm file setup.exe. Cái file này là cái file quan trọng nhé. Các bạn không được xóa file đó. Và ở trong này thì nó có các cái cấu hình cho bộ từng bộ Office riêng, bao gồm 2021, 2019, 365 và bản 64 bit cũng như 86 bit. Thì đối với mình ấy, thì mình sẽ không cần tất cả các cái file này đâu, mà mình chỉ cần một cái file duy nhất và mình sẽ cài cái phiên bản 64 bit. Còn nếu mà bạn nào muốn cài cả phiên bản 32 bit thì các bạn giữ lại cái file đuôi x86 này và hai cái dưới này bạn xóa bỏ đi. Ok, sau khi các bạn đã xóa xong thì hai cái file này bạn sẽ bấm chuột phải vào từng file và bạn chọn mở với Notepad nhé để bạn edit chỉnh sửa. Đây là cái file mặc định mà khi các bạn tải về giải nén thì nó sẽ có nội dung như này. Và ở đây mình sẽ xóa toàn bộ nhé, các bạn bấm Ctrl A và các bạn xóa đi. Đây là bản 64 bit nhé. Và bạn sẽ thay thế bằng cái file này. Ở đây cái file này mình đã edit rồi, mình sẽ mở ra và mình copy vào nhé. Bây giờ cái file này này, bạn dán toàn bộ vào. Đây là cái file mà các bạn sẽ cấu hình. Các bạn sẽ quan tâm ở đây cái ba cái mục bao gồm là cái bản 64 bit này. Còn đây là nguồn dẫn đến cái bộ cài đặt của bạn. Mình tạm thời đặt cái đường dẫn là ổ H. Tí mình sẽ chỉnh sửa sau. Và cái mục thứ ba là các bạn quan tâm đến từng các cái app ở đây. Đấy, nếu như mà bạn muốn cài đặt cái app nào thì các bạn sẽ xóa cái dòng đó đi. Ví dụ như là mình sẽ cài Word, Excel, PowerPoint. Ba cái này là không thể thiếu trong cái bộ Office văn phòng. Còn lại các cái phần Excel, Bing, Google này, OneDrive, OneNote, này, Outlook, này, Publisher, Team này, thì mình sẽ không cài. Đấy, thì các bạn sẽ xóa ba cái dòng này đi và các bạn bấm lưu lại. Tương tự các bạn sẽ mở cái
phiên bản 32 bit nhé. Đây, bạn tiếp tục bấm chuột phải vào cái bản nhân 86 này. Các bạn cũng mở với Notepad để các bạn chỉnh sửa nhé. Trong cái file mà nhân 86 này, các bạn cũng xóa toàn bộ đi, nội dung đi. Và mình sẽ copy từ cái phiên bản 64 bit này, mình cũng sẽ copy toàn bộ nội dung, mình đưa sang đây và mình dán vào đây. Sau đó thì mình chỉ cần thay đổi ở chỗ này thành 32 bit. Sau đó là mình bấm lưu lại. Đó, như vậy là các bạn chỉ cần chỉnh sửa hai cái file này mà thôi. Có ba cái phần bạn sẽ quan tâm. Một là cái chỗ này này, nó sẽ là cái phiên bản 32 bit hay 64 bit mà bạn muốn cài đặt này. Cái thứ hai là đường dẫn đến file cài đặt mình sẽ phải chỉnh sửa ở đây này. Cái thứ ba là nội dung các cái app mà bạn muốn gỡ bỏ cũng như cài đặt này. Đó là ba cái phần bạn quan tâm, còn lại những cái này thì nó mặc định giữ nguyên nhé. Đó. Thế thì bây giờ cái Product ID này này thì hiện tại nó đang là Office 365. Tuy nhiên thì các bạn vẫn giữ nguyên cái này, bạn vẫn cài được 2016 cũng như là 2019 thoải mái các bạn không cần phải nhiều file. Ok, sau đó thì các bạn bấm lưu lại nhé. Như vậy là chúng ta đã cấu hình xong rất là nhanh đơn giản ba cái file này. Bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt. Ở đây mình sẽ mở bộ cài nhé. Bộ cài Office. Đây là cái bộ Office này. Đây là mình sẽ test thử cài Office 365 và mình chỉ cài Word, Excel, PowerPoint nhé. Và mình đã cấu hình ở hai cái file này rồi. Bây giờ đây là cái file ISO mà các bạn tải về. Thì các bạn chỉ cần kích đúp vào là nó sẽ mount cái bộ cài này ra ổ ảo, hoặc là có cái phần mount ở trên này. Đấy, các bạn chỉ cần kích đúp chuột nhé. Đây mình sẽ phóng to này để các bạn để ý nhé. Các bạn kích đúp chuột vào này. Đấy, các bạn kích đúp vào thì nó sẽ mở ra cái ổ đường dẫn. Đây là ổ H, các bạn có thể nhìn thấy này, ổ H này. Nếu như mà cái ổ này của bạn nó khác nhé, thì các bạn thay đổi. Khi mà các bạn mở file ISO ấy, thì các bạn chỉ cần bấm chuột ở phía trên đường thanh này này. Sau đó bạn copy cái đường dẫn đến cái bộ cài này và các bạn chỉnh sửa thay thế vào đây. Đây này, các bạn thay thế chỗ này này. Đấy, các bạn dán vào. Hiện tại trên máy của mình thì nó là ổ H, với máy của bạn thì nó có thể là ổ D, ổ E, ổ H, ổ G, ổ F. Đó, các bạn thay thế đúng nhé. Chỉ cần như vậy, sau đó bạn bấm lưu lại là ok. Bây giờ để mà chúng ta cài đặt ấy, thì các bạn sẽ ở cái folder này này. Mình sẽ thu nhỏ cái này xuống này. Các bạn mở cái folder này, các bạn bấm chuột phải. Thì đây là trên Windows 11 thì nó sẽ có cái phần là mở bằng Terminal. Đấy, mở bằng Terminal. Thì cái này bạn có thể mở bằng PowerShell nhé. Thì để mà mở được thì các bạn giữ phím Shift. Ở đây mình sẽ mở cái bàn phím ảo này. Các bạn giữ phím Shift này và bấm chuột phải ở trên này. Thì các bạn sẽ có cái phần đây nhé, bạn bấm chuột phải này thì nó sẽ có cái phần là mở bằng PowerShell Windows. Đấy, mở tại vị trí này luôn nhé. Hoặc các bạn có thể mở bằng Terminal, cách nào cũng được. Nếu như mà các bạn mở bằng Terminal nhé, thì cái cú pháp dòng lệnh nó sẽ như này. Nếu bạn mở bằng Terminal này thì các bạn sẽ gõ là setup.exe. Đây, các bạn sẽ mở setup.exe tiếp này, gạch chéo, cách gạch chéo này, các bạn sẽ gõ là config. Các bạn gõ đúng. Sau đó dẫn đến cái, các bạn copy cái đường dẫn cái file này này. Các bạn
bấm vào rename nhé, và các bạn chọn copy toàn bộ cái file này, cái đường, cái tên của cái file ấy. Đấy, sau đó bạn dán vào đây nhé. Đấy, thì đường dẫn đầy đủ nó sẽ là như thế này. Sau đó bạn bấm Enter thì nó sẽ cài đặt. Tuy nhiên ở đây mình sẽ thêm một cái lựa chọn nữa. Ở đây mình sẽ giữ phím Shift nhé. Và bấm chuột phải ở trên này. Mình sẽ mở bằng PowerShell. Với PowerShell thì cấu trúc tương tự thôi. PowerShell thì cấu trúc nó cũng tương tự ở đây, các bạn sẽ phải có dấu chấm. Các bạn sẽ gõ là dấu chấm này, gạch chéo này, setup.exe cách này, gạch chéo config này. Và đến cái đường dẫn mà các bạn muốn cài đặt, ở đây mình cài đặt phiên bản 64 bit thì mình sẽ lấy cái tên file này nhé, mình dán vào. Thì đây là nếu như các bạn mở bằng command prompt thì các bạn chỉ cần setup.exe. Tuy nhiên nếu mà các bạn mở bằng cài đặt bằng PowerShell thì sẽ là cấu trúc là dấu chấm này, gạch chéo setup.exe. Thì cách nào cũng được. Đấy. Ở đây mình sẽ lựa chọn là mở bằng command prompt. Trên Win 11 thì nó sẽ ghi là terminal. Đấy. Và bây giờ mình sẽ bấm Enter nhé, thì các bạn sẽ theo dõi được quá trình cài đặt này. Đấy, mình bấm Enter thì các bạn thấy này, nó sẽ mở ra cái bộ cài đặt Microsoft. Đấy, lúc này thì các bạn thấy này, mình sẽ chỉ cài đặt Word này, Excel này, PowerPoint. Còn nếu không, nếu các bạn cài mặc định OK, như vậy là mình đã kết thúc cài đặt rồi nhé. Các bạn bấm vào cái chỗ này này là đóng. OK. Bây giờ mình sẽ mở để kiểm tra xem nó cài đặt đúng phiên bản Office 365 hay chưa nhé. Đây như các bạn thấy này, Microsoft 365 nhé. Cái version là 16.0.15128 đó, và nó sẽ chỉ có Word, Excel và PowerPoint. Đây, Microsoft 365 nhé, các bạn có thể bấm vào account đây để kiểm tra này. Đấy, bộ Office này thì mình đã active sẵn rồi, nó chuyển sang Office Mando 2016 nhé. Tương tự bây giờ mình sẽ vẫn là cái file cấu hình Office 365 này, nhưng mà mình sẽ test cài đặt trên Office 2016 để cho các bạn xem là chúng ta chỉ cần hai cái file duy nhất này mà thôi nhé. Nhưng mà tất cả các cái bộ Office 2016 cho đến Office 365 thì các bạn đều sử dụng hai cái file này. Một cái file trên là 64, còn file dưới là bản 32 bit nhé. Ở đây mình ổ H này nó là Office 365. Mình có thể thoát nó đi. Ở đây mình sẽ để nguyên nhé, và mình sẽ mở tiếp một cái bộ cài nữa. Ở đây mình tiếp tục mount cái bộ cài Office 2016 để cài luôn cho các bạn xem nhé. Mình kích đúp vào. OK, và nó sẽ mở ra đây, và các bạn thấy lúc này thì nó sẽ là ổ G nhé. Thì các bạn bấm chuột vào đường dẫn ở trên này này. Các bạn copy nhé. Và bạn sẽ thay đổi cái file cấu hình ở đây này. Ở đây mình cài bản 64 cho nên mình chỉnh sửa mỗi cái file 64 thôi. Các bạn cũng mở bằng Notepad. Các bạn thay cái đường dẫn ở đây nhé. Đường dẫn ổ, không phải ổ H nữa, mà đường dẫn lúc này nó là ổ G. Ổ G là bộ cài Office 2016. Đấy, và mình bấm lưu lại. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục cài. Tương tự nha, thì chỗ này á, mình các bạn gõ lại như thế này, gõ lại vẫn
cú pháp này. Đấy, vẫn là setup.exe gạch chéo config và đường dẫn đến cái file này nhé. Và mình bấm enter. Đấy. Thì quá trình cài đặt nó cũng diễn ra và các bạn thấy nó cũng chỉ có Word, Excel, PowerPoint. Và sau khi cài xong thì mình sẽ kiểm tra version của nó cài đặt nhé. Ok, như vậy là Office 2016 mình cũng đã cài đặt xong. Và lúc này thì các bạn thấy nhìn cái biểu tượng icon của Excel nó cũng đã thay đổi này. Bây giờ mình sẽ mở để kiểm tra nhé. Thì đây là Office 2016 này. Mình sẽ vào file này. Các bạn sẽ vào account để kiểm tra nhé. 2016 thì các bạn sẽ bấm vào cái phần About Excel ở đây để kiểm tra phiên bản này. Đây thì các bạn thấy này, đây Office 2016 ở đây này. Phiên bản mình cài đặt là 64 bit đấy, 2016. Ok, như vậy là ở video này mình đã chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể cài đặt tùy chỉnh nâng cao cái bộ Office mà các bạn muốn sử dụng cài đặt. Các bạn nhớ có 3 cái file này và bạn chỉ cần sử dụng 2 cái file duy nhất này. Nếu bạn cài 64 bit thì cài cái bằng cái file trên. Còn nếu phiên bản 3 bit thì bạn sẽ chạy cái file 3 bit ở đây. Và hai cái file này nó sẽ áp dụng cho toàn bộ các Office là 2016 trở về sau này. Các bạn không cần phải cấu hình từng riêng biệt cho từng bộ Office riêng biệt nha. Không cần phải 2016, 2019 hay là 365 mà bạn chỉ cần duy nhất hai cái file này mà thôi. Tên file thì các bạn có thể thay đổi, nhưng các bạn thay đổi làm sao để các bạn dễ nhớ. Chúc các bạn thành công.